vẫn được giữ nguyên những bản sắc văn hóa đặc thù ngay tại xứ sở cờ hoa này. Và một lần nữa, thay mặt cho Chùa Điều Ngự cũng như là đài truyền hình IBC TV, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị tối hôm nay đã cùng với chúng tôi chào đón những giây phút thật hân hoan để đón mừng mùa xuân mới Quý Mão 2023. Xin được kính chúc cho tất cả các cơ sở thương mại cũng như tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi truyền hình trực tiếp từ SBTN cũng như IBC TV một lời kính chúc cho năm mới vạn sự cát tường, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chúc cho quý vị qua một năm mới có thật nhiều sức khỏe, xua đuổi những bệnh tật của những năm cũ và hướng tới thật là nhiều sức khỏe, may mắn, thịnh vượng và an lạc. Dạ vâng, và để mở đầu cho một năm mới, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe nhạc phẩm Đón Xuân Di Lạc. Xin mời quý vị các nghệ sĩ chúng ta cùng lên sân khấu để chúng ta cùng bên nhau chào đón cho thời khắc vui mừng của mùa xuân Di Lạc. Thank you.
chúc mừng năm mới đến tất cả quý khán thính giả xa gần đang theo dõi trên hệ thống phát hình của IBC, phủ sóng khắp mọi nơi và từ Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Điều Ngự, tất cả quý đồng hương và anh em nghệ sĩ kính gửi lời chúc tốt đẹp nhất năm Quý Mão đến tất cả an khang, phúc, lộc, thọ, vẹn toàn. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng, chúc mừng. Và sau khi thưởng lãm đốt pháo, xin mời quý vị chúng ta quay trở lại hội trường để tiếp tục phần 2 của chương trình Văn Nghệ đón năm mới Quý Mão 2023 cùng Chùa Điều Ngự, thưa quý vị.